À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Chào mừng các em đã quay trở lại với bộ môn Khoa học tự nhiên lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, và cô là Mai Phương. Thông thường, để xác định được quãng đường của chuyển động, ta áp dụng biểu thức S bằng V nhân T. Bây giờ, hãy cùng xem xét ví dụ sau đây. Một ô tô chuyển động từ bến xe A đến bến xe B. Sau khi đi được một khoảng thời gian, ô tô dừng lại nghỉ rồi mới tiếp tục đi tiếp. Vậy, làm thế nào để có thể xác định được quãng đường đi được sau những khoảng thời gian khác nhau mà không cần phải sử dụng đến công thức này? Trên thực tế, việc vận dụng biểu thức S bằng V nhân T chỉ là một trong số những cách xác định quãng đường đi được. Cách thứ hai chính là sử dụng đồ thị quãng đường, thời gian. Và đây cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Chương 3. Tốc độ. Bài 10. Đồ thị quãng đường, thời gian. Vẽ đồ thị quãng đường thời gian cho chuyển động thẳng. Một nhỏ, lập bảng ghi quãng đường đi được theo thời gian. Bảng trên ghi số liệu mô tả chuyển động của một ô tô chở khách trong hành trình 6 giờ từ bến xe A đến bến xe B trên quốc lộ. Hãy dựa vào đó để trả lời các câu hỏi sau đây. Trong 3 giờ đầu, ô tô chạy với tốc độ là bao nhiêu km/h? Trong khoảng thời gian nào thì ô tô dừng lại để cho hành khách nghỉ ngơi? Dựa vào số liệu trên bảng và biểu thức V bằng S trên T, ta sẽ tính được tốc độ của ô tô trong 3 giờ đầu tiên. Và bằng 180 chia cho 3, kết quả là 60 km/h. Câu hỏi số 2. Ta nhận thấy rằng, trong khoảng thời gian từ giờ thứ 3 đến giờ thứ 4, quãng đường của ô tô là không thay đổi. Và vì thế, cũng chính trong khoảng thời gian này, ô tô đã dừng lại cho hành khách nghỉ ngơi. Thông qua bảng số liệu, ta có thể mô tả được trạng thái chuyển động của vật và cũng từ bảng này ta sẽ vẽ được đồ thị quãng đường thời gian. Để tìm hiểu về cách vẽ, chúng ta sẽ sang phần thứ hai, vẽ đồ thị. Bước thứ nhất, vẽ hai đoạn thẳng OS và OT vuông góc với nhau gọi là hai trục tọa độ. Trục thẳng đứng hay còn gọi là trục tung được dùng để biểu diễn độ lớn của quãng đường đi được với một tỉ xích thích hợp. Trục nằm ngang hay còn gọi là trục hoành, biểu diễn thời gian theo một tỉ xích thứ tự. Bước thứ hai, xác định các điểm biểu diễn quãng đường đi được và thời gian tương ứng. Biết O là điểm khởi hành, khi đó S bằng 0 và T bằng 0. Xác định điểm này tại đồ thị. Lần lượt xác định các vị trí tiếp theo tương ứng với quãng đường đi được sau 1, 2, 3 và 4 giờ. Sau khoảng thời gian là 1 giờ, quãng đường ô tô đi được là 60 km. Tìm vị trí 1 giờ trên trục nằm ngang, kẻ đường thẳng vuông góc với trục nằm ngang tại điểm này. Trên trục thẳng đứng, tìm vị trí quãng đường bằng 60 km và cũng kẻ đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng này sẽ cắt nhau tại một điểm và điểm đó ta gọi tên là A. Sau khi xác định được vị trí của các điểm, nối các điểm lại với nhau và nhận xét về đường nối này. Đây là đường thẳng, đường cong, đường nghiêng hay là song song với trục hoành. Thực hiện tương tự với các mốc thời gian tiếp theo. Đường nối 5 điểm O, A, B, C, D là đồ thị quãng đường thời gian của xe ô tô trong 4 giờ đầu. Nhìn vào đồ thị thì ta có thể thấy rằng là đồ thị biểu diễn quãng đường trong 3 giờ đầu là đường thẳng nằm nghiêng. Khi đó, quãng đường tỷ lệ thuận với thời gian đi được. Khi đồ thị là đường thẳng song song với trục thời gian hay là trục nằm ngang thì vật không chuyển động. Tương tự như vậy, hãy xác định các điểm E và G ứng với các thời điểm 5 và 6 giờ. Vẽ các đường nối tiếp theo và nhận xét về đường nối này. Trên trục nằm ngang tại vị trí 5 giờ, kẻ một đường thẳng vuông góc. Trên trục thẳng đứng tìm vị trí 220 km. Và cũng kẻ một đường vuông góc. Hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm, đó chính là điểm E. Làm tương tự, ta xác định ra được điểm G.
Các đường nối D, E, G cũng là đường thẳng nằm nghiêng. Tốc độ của ô tô tại thời điểm này là không đổi. Do có độ dốc ít hơn đoạn nối O, A, B, C, nên tốc độ của ô tô tại thời điểm sau sẽ nhỏ hơn tốc độ của ô tô tại thời điểm trước. Và từ đó, để vẽ được đồ thị quãng đường thời gian cho chuyển động thẳng, ta sẽ thực hiện qua hai bước. Bước thứ nhất, lập bảng quãng đường đi được theo thời gian. Bước thứ hai, vẽ đồ thị. Vậy đồ thị này được sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng sang phần 2 La Mã, sử dụng đồ thị quãng đường thời gian. Các bạn hãy hoàn thành cho cô bài tập sau đây. Từ đồ thị ở hình 10.2. Mô tả lại bằng lời chuyển động của ô tô trong 4 giờ đầu. Xác định tốc độ của ô tô trong 3 giờ đầu. Xác định quãng đường ô tô đi được sau 1 tiếng 30 phút từ khi khởi hành. Câu A nhỏ. Mô tả lại bằng lời chuyển động của ô tô trong 4 giờ đầu. Đường biểu diễn O, A, B, C, D chính là chuyển động của ô tô ở trong 4 giờ đầu tiên. Trong 3 giờ đầu tiên, ô tô đi được 180 km với tốc độ 60 km/h. Từ giờ thứ 3 đến giờ thứ 4, ô tô đứng yên. Ý B, xác định tốc độ của ô tô trong 3 giờ đầu. Bằng việc áp dụng biểu thức V bằng S trên T, ta có thể xác định được tốc độ của ô tô trong 3 giờ đầu là bằng 60 km/h. Xác định quãng đường ô tô đi được sau 1 tiếng 30 phút kể từ khi khởi hành. Để giải quyết được câu hỏi này thì chúng ta sẽ sử dụng đồ thị quãng đường thời gian. Thao tác 1, tìm vị trí 1 tiếng 30 phút ở trên trục nằm ngang. Từ đó, kẻ đường thẳng vuông góc với trục nằm ngang. Đường thẳng này cắt đồ thị tại một điểm bất kỳ. Từ điểm đó, ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục thẳng đứng và xác định được giá trị của quãng đường ứng với thời gian. Vậy quãng đường ô tô đi được sau 1 tiếng 30 phút là 90 km. Chúng ta sẽ cùng nhau sang bài toán số 2. Lúc 6 giờ sáng, bạn A đi bộ từ nhà ra công viên để tập thể dục cùng các bạn. Trong 15 phút đầu, A đi thong thả được 1.000 mét thì gặp bạn B. A đứng lại nói chuyện với B trong 5 phút. Chợt A nhớ ra là các bạn hẹn mình bắt đầu thể dục ở công viên vào lúc 6 giờ 30, nên vội vã đi nốt 1.000 mét còn lại và đến công viên vào đúng lúc 6 giờ 30 phút. Ý A, vẽ đồ thị quãng đường thời gian của bạn A trong suốt hành trình 30 phút từ nhà đến công viên. Ý B, xác định tốc độ của bạn A trong 15 phút đầu và 10 phút cuối của hành trình. Trước khi thực hiện bài toán thì chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt đề bài. Lúc 6 giờ sáng, A đi bộ từ nhà ra công viên để tập thể dục cùng các bạn. 15 phút đầu, A thực hiện được 1.000 mét. A dừng lại nói chuyện với B trong 5 phút tại thời điểm 20 phút từ khi bắt đầu. Quãng đường của A đi được vẫn là 1.000 mét. A tiếp tục cuộc hành trình đến với công viên trong 10 phút cuối và thực hiện nốt 1.000 mét còn lại. Vậy là trong khoảng thời gian 30 phút, bạn A đã thực hiện được quãng đường là 2.000 mét. Yêu cầu của đề bài là vẽ đồ thị quãng đường và tính vận tốc của A tại thời điểm trong 15 phút đầu và 10 phút cuối. Trước tiên, để vẽ được đồ thị của quãng đường và thời gian, ta cần lập bảng quãng đường đi được theo thời gian tương ứng. Dựa vào tóm tắt của đề bài thì chúng ta sẽ có một bảng số liệu như sau. Dựa vào bảng số liệu này thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ đồ thị quãng đường thời gian. Cách xác định các điểm thì cũng giống như là chúng ta đã làm ở trong phần trước. Và sau khi thực hiện thì cô đã có đồ thị quãng đường thời gian như hình vẽ. Ý B, tốc độ của bạn A trong 15 phút đầu. Như chúng ta đã biết thì đơn vị đo tốc độ sẽ được tính bằng km/h hoặc là m/s. Và vì vậy khi quãng đường là mét thì chúng ta sẽ đổi thời gian ra giây. Tốc độ của bạn A trong 15 phút đầu, V1 bằng S/T bằng 1.000 chia cho 900. Trong 10 phút cuối, bạn A đã thực hiện được quãng đường là 1.000 mét. Vậy tốc độ của bạn A trong 10 phút cuối là V3 bằng S/T và bằng 1.000 chia cho 600 là bằng 1,66 m/s. Thông qua bài học ngày hôm nay,
thì chúng ta đã biết rằng đồ thị của chuyển động có tốc độ không đổi là một đường thẳng. Chúng ta cũng biết được cách vẽ đồ thị quãng đường thời gian. Bước thứ nhất, lập bảng số liệu. Bước thứ hai là vẽ đồ thị. Và cuối cùng, đồ thị quãng đường thời gian cho biết tốc độ chuyển động, quãng đường đi được và cả thời gian đi được những quãng đường đó. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em vì đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.